Tiếp theo, trong cái việc đàm phán để mua hàng thì có một cái lợi, một cái giá trị mà cái này trong kinh doanh người ta gọi là lợi thế về thương mại. Lợi thế về thương mại tức là bạn phải là người được độc quyền bán sản phẩm dịch vụ đấy ở trong một khu vực nào đó. Ở trong một khu vực nào đó bạn phải được độc quyền. Nếu bạn được không được độc quyền sản phẩm dịch vụ đấy ở một khu vực nào đó thì bạn rất là khó để có thể kinh doanh. Bởi vì khi bạn bán thì cái nhà bên cạnh bạn nó cũng có sản phẩm đấy, nó cũng bán. Nhà bên cạnh nữa nó cũng có sản phẩm đấy, nó cũng bán, và dẫn đến là chuyện phá giá nhau là không ai có thể kiểm soát được. Và hãng mà những đơn vị nào mà họ bán sản phẩm tràn lan như vậy thì bạn không thể kiểm soát được chất lượng cũng như là cái giá để mà bạn có thể cung ứng ra thị trường vào bất kỳ lúc nào. Một là lãi của bạn thấp nhưng mà không quan trọng bằng việc mà cái uy tín của bạn sẽ bị giảm, bởi vì bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể bị khách hàng nói rằng bạn bán cao hơn cái thằng bên cạnh. Vì vậy lợi thế thương mại là điều rất quan trọng, bạn cần phải đàm phán được. Nếu người nhỏ hoặc là sản phẩm đó quá là phổ thông, bán được cho rất nhiều khách hàng thì ít nhất bạn phải được lợi thế thương mại ở trong một huyện, ở trong một xã, ở trong một cái khu vực nào đấy, ở trong một cái, ví dụ nếu bạn bán trên online thì là phải trong một cái nền tảng hệ thống trang web nào đấy, hay trong một cái địa, người ta có thể chia trong địa giới hành chính. Nhưng mà thực sự với tất cả các cái phương thức mà kinh doanh hiện tại online theo kiểu hệ thống bây giờ mà tôi đang nhìn thấy, như là các hệ thống mỹ phẩm hoặc một số các loại hệ thống mà họ đang triển khai, thì điều này thực ra là họ không thể kiểm soát được, bởi vì họ bán quá nhiều xuống các cái hệ thống tầng chân rết, và tầng chân rết này rất là nhỏ, chỉ là những cá nhân nhỏ và không thể nào mà kiểm soát và không thể bắt họ cam kết được. Nên là cái việc mà bạn có cái độc quyền thương mại, cái lợi thế thương mại là rất là khó. Thì bạn phải có lợi thế thương mại ít nhất ở trong một huyện, một xã, lớn hơn trong một tỉnh, hoặc lớn hơn nữa là trong một quốc gia. Hoặc là bạn có thể có lợi thế thương mại trong một số mã hàng của họ. Ví dụ bạn nhìn thấy các siêu thị lớn bây giờ họ kinh doanh nó là như vậy. Ví dụ ông nào cũng là điện máy thì ông nào cũng bán điện máy, tivi của Samsung chẳng hạn, ví dụ như vậy đúng không? Nhưng mà bạn nhìn như vậy thôi, nhưng mà không phải là họ giống nhau hết đâu. Mỗi một siêu thị điện máy họ sẽ có một vài cái mã hàng mà họ được độc quyền phân phối trên hệ thống của họ. Các cái điện máy khác, siêu thị điện máy khác hầu như là không có được bán mã hàng đấy, hoặc có thể họ vẫn để trên web để cho đầy đủ cho khách hàng xem. Nhưng khi bạn hỏi đến thì họ sẽ bảo một là hết hàng, thường là họ sẽ hết hàng. Có thể họ dìm giá của bên đối tác bên kia xuống để dìm bên đối tác bên bên đối thủ, cái bên siêu thị khác, nhưng mà họ sẽ không có hàng đâu. Các đơn vị họ thường làm như vậy. Thế còn những cái điện máy nhỏ là những ông vất vả nhất, ví dụ như vậy, bởi vì những ông điện máy lớn thì ông có quyền độc quyền. Xong rồi nếu mà ông là nhỏ nhưng ông thực sự là đi cùng một hai ông lớn thì may ra ông tiếp tục được độc quyền cái sản phẩm đấy, và ông cùng nhau giữ bán trên thị trường. Thế còn nếu như không làm được điều đấy mà bạn chỉ bán sản phẩm đại trà của tất cả mọi người đều đang có và nó đang cạnh tranh giá gay gắt ở ngoài kia, và bạn thực sự đang là người phải lấy công làm lãi, thì cái việc kinh doanh của bạn thực sự là khó khăn.